Trong trang phục của đội bóng của mình để chúng ta chuẩn bị và các phương tiện chúng ta có thể đứng lùi đây để cho cầu thủ tiến ra phía dưới đây. Và bây giờ đây, xin mời toàn thể quý vị chúng ta lại trở về với thảm cỏ của sân bóng đá cỏ như nào vậy để chúng ta đến với hình ảnh đang được truyền đi ở trong trận đấu cuối cùng trận chung kết giải bóng đá tranh cúp thế giới của hoàngdao.com.vn. Xin được nhiệt liệt chào đón cầu thủ của cả đội cùng với tổ trọng tài, chúng ta cùng tiến ra phía giữa sân để chuẩn bị cho nghi thức của trận đấu chung kết.
thể quý vị khách quý, cùng toàn thể anh em của các đội bóng và những quý vị khán giả thân mến. Trải qua gần nửa tháng tranh tài, đến nay từ giải bóng đá các đội mạnh khu vực Nam tranh cúp thế giới của Hiệp Hội .com.vn chỉ còn trận đấu cuối cùng, đó là trận đấu chung kết của giải năm nay với sự xuất hiện của cầu thủ FC Nam Tân và cầu thủ Hoàng Sa đại diện của bóng đá xã An Toàn. Và về tham dự của buổi lễ chung kết và trận đấu cuối cùng của giải này, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đứng dậy để chúng ta cùng cử hành quốc ca. Xin được trân trọng kính mời tất cả các quý vị khách quý chúng ta cùng đứng dậy để cử hành quốc ca. Để chào đón sự hiện diện của bà Vũ Thị Thanh Hương, giám đốc của công ty trách nhiệm thương mại Hoàng Vân, đề nghị chúng ta dành một tràng pháo tay để nhiệt liệt chào mừng. Về phía đơn vị tài trợ của công ty DBN Việt Nam, chúng tôi xin được hân hoan và giới thiệu có ông Phạm Quang Huy, trưởng phòng marketing của công ty DBN Việt Nam, đề nghị chúng ta dành những tràng pháo tay để nhiệt liệt chào mừng. Trở về từ đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bình Định, có các phóng viên Quý Thái cùng với Phương Nam, đề nghị chúng ta dành những tràng pháo tay để nhiệt liệt chào mừng. Đại diện lãnh đạo của Ủy ban dân xã Tân Định, chúng tôi đã thấy sự có mặt của ông Nguyễn Văn Quý, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ngoài ra còn có sự có mặt của rất nhiều những quý vị khách quý cùng với các phóng viên báo đài và toàn thể quý vị khán giả, đề nghị chúng ta dành những tràng pháo tay để nhiệt liệt chào mừng. Và như chúng tôi đã giới thiệu, trở về tham dự và cùng đó đồng hành cùng bài chức có rất nhiều những nhà tài trợ cũng như những mạnh thường quân. Và để tri ân những tình cảm của nhà tài trợ chính của giải hôm nay, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn DBN Việt Nam. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng và giới thiệu anh Phạm Quang Huy sẽ tiến lên phía trước để nhận một kỷ niệm trường của bài chức này. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng và giới thiệu bà giám đốc Vũ Thị Thanh Hương sẽ trao kỷ niệm trương dành cho nhà tài trợ chính. À, xin mời anh Lưu Thiết. À, Vũ Thị Thanh Hương sẽ trao kỷ niệm trương. Và chúng ta hãy dành những tràng pháo tay để dành cho những lời cảm ơn với sự quan tâm và luôn luôn đồng hành cùng với đội tuyển Việt Nam. Một lần xin được chân thành cảm ơn. Và sau đây, để trước khi trận chung kết bắt đầu, chúng tôi cũng xin được trân trọng và giới thiệu những vị đại biểu. Xin được trân trọng kính mời bà Vũ Thị Thanh Hương, anh Phạm Quang Huy và cùng với đó, chúng ta cùng có những hoa tươi thắm để chúc mừng dành cho tổ trọng tài cũng như cầu thủ của đội. Và xin được trân trọng kính mời phóng viên Quý Thái, chúng ta cũng có hoa để chúc mừng dành cho cầu thủ của đội. Xin được trân trọng kính mời. Chủ sân cũng như sự quan tâm của các phóng viên báo đài và đặc biệt là sự hiện diện của đơn vị tài trợ chính công ty DBN Việt Nam để dành tặng cho tổ trọng tài cũng như hai đội vinh dự có mặt ở trong trận chung kết.
Xin mời toàn thể quý vị chúng ta dành những tràng pháo tay để chúc mừng dành cho đội. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng và giới thiệu ông Nguyễn Văn Phí, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thịnh, đại diện cho các đồng chí đạo của xã Tân Thịnh tặng hoa dành cho đội bóng quê hương của mình FC Đồng Tân. Xin được trân trọng kính mời ông. Cho tôi xin lỗi em hỡi người yêu dấu ơn, khi tôi dâng hiến em một cuộc đời sóng gió. Giá sân tôi nhớ em như đang ngồi kể bên. Trái tim tôi không lặng yên. Lúc này thì các phóng viên trở về từ Zion Studio cũng đã có mặt để tác nghiệp và đưa tin và dùng công nghệ Flycam, một công nghệ rất hiện đại để lưu lại những hình ảnh ở trên sân trong trận chung kết của giải này. Một nữa xin được thay mặt dành cho bản chức, xin được thay mặt dành cho nhà tài trợ chính công ty DVM Việt Nam, xin được chân thành cảm ơn những sự quan tâm của các đồng chí nào cũng như của các cơ quan báo đài và quý vị khán giả. Và như vậy là phần tặng hoa của bản chức cũng như của các mạnh thường quân của các đơn vị tài trợ dành cho đội cũng đã hoàn tất. Và sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng về sân để đến với trận chung kết của cầu thủ FC Đồng Tân và FC Hoàng Sa. Và xin mời anh em ở bên phía khu vực khán đài B hỗ trợ cho bài chức và chúng ta di chuyển cái bàn cúp cờ ra sát về phía sau, ra phía sau để tránh bóng bay vào, đúng không? Bây giờ là xin mời anh Đạt và chị Đụng chúng ta di chuyển để ra đường kết nối với quốc bóng. Họ đã bất ngờ lại những ông lớn
là những cái đền như HTP đang trên và chính câu thủ của nhà đội du lịch đã trở thành tiêu vương sau khi đội thua trước câu thủ Hoàng Sa ở loạt lần lưu. Hoàng Huy Nguyễn Trọng Lê Tam. Một khán giả các bạn ở trường sân là rất đông và thay mặt dành cho bản thân chúng tôi xin được chân thành cảm ơn đối với sự quan tâm về những đồng chí lãnh đạo đại diện cho các ban ngành đại diện toàn thể và đặc biệt là những cổ động viên họ đã tất chức đoàn quân và trở về với sân để tạo nên một bầu không khí rất tuyệt vời. Hình ảnh đây là trận chung kết thứ ba liên tiếp mà câu lạc bộ Đoàn Quân họ đã có mặt hai lần trước từ họ đều nhìn thấy lục đạo chủ định và đây là trận thứ ba và đương nhiên là câu lạc bộ họ sẽ cần phải hiện một quyết tâm lớn nếu như không muốn tiếp tục để trận thứ lục đạo chủ định tuyển đá phạt ở bên phía sân nhà thành cho câu lạc bộ bên phía Hoàng Sa. Tạm thời dẫn đầu sẽ kết thúc theo đúng đến thời điểm này là cửa đá tuyến anh của câu lạc bộ tiền tổ đội đầu tiên cầu thủ đã có 10 bàn thắng trước sau là Hồng Quy và Anh Trung hai cầu thủ thuộc biên chế của FC Hàm Tân. Vũ Việt có một Nguyễn Trung vẫn là một pha phép của câu lạc bộ tiền tổ Hàm Tân. Và như vậy là sẽ có một pha đánh biên dành cho câu lạc bộ tiền tuyến FC Hoàng Sa. Công nghệ và đại căng cũng là công nghệ đã sử dụng để tổng hợp hình ảnh ở trên sân vận trong trận chung kết này. Rất tốt, rất tốt. Tuyển đánh biên vẫn dành cho câu lạc bộ tiền tuyến Hoàng Sa. Một pha bóng ba chơi chân và ra sẽ chờ đợi những quyết định và trước đó là cú đá bóng chạm này đá phạt dành cho câu lạc bộ tiền tuyến Hoàng Sa. Đây là một góc sút rộng cơ hội để cho câu lạc bộ tiền tuyến Hoàng Sa. Người sẽ tuyển và đá phạt dành cho câu lạc bộ Hoàng Sa. Bắt đầu bóng đá rơi hàng rào và như vậy là không phải đá phạt góc tiếp tục dành cho câu lạc bộ Hoàng Sa. Như chúng tôi đã đưa tin từ vào ngày 19/4 tại sân Quảng Trường Linh, sân Đất Mẹ, sân huyền thoại của bóng đá Phụ Tây Nam sẽ diễn ra lễ khai mạc và trận đấu khai mạc của giải bóng đá LTV. Giải bóng đá thu hút 16 đội mạnh đại diện của các cơ quan của các doanh nghiệp và giải đấu sớm là từ ngày 19/4 đến ngày 15/5 và cơ cấu đội tuyển là rất lớn. Giải nhất vô địch của giải bóng đá LTV lên tới giải thưởng 30 triệu đồng. Tại trận này tôi xin được trên sân quyền kiểm soát bóng dành cho câu lạc bộ Huy Anh. Ném điện dành cho câu lạc bộ rất nhiều những khán đài không còn được tiếp tục những khán đài đang vũ khí. Ném điện dành cho câu lạc bộ ở trường hàng ghế bên trên vẫn là chủ quyền của bà giám đốc Vũ Thị Thành Nguyên cùng đó là đại diện của đơn vị tài chính chính công ty VN Việt Nam công ty truyền cung cấp phân phối thiết kế tư vấn kinh doanh.
là cả cái điểm của câu thủ về phía đất Vân. Ngay sau khi trận chung kết tiếp lại sẽ là phần trao giải, và sau phần trao giải dành cho các bóng và dành cho những cá nhân sẽ là chương trình gala một chương trình giao lưu ẩm thực và ca nhạc để chào mừng cho thành công của giải đấu lần này. Di chuyển Hà Nam vẫn là những pha đá bóng của cầu thủ Hoàng Sa rất tốt, lém biệt dành cho cầu thủ Hoàng Sa. Đá học cầu thủ vẫn là những pha chạy chất bóng ở sân sân Nguyễn Khang một bóng mà tay vừa trung vệ di chuyển đã khép chân, đó là lý do mà cầu thủ của Vân chỉ được hưởng một pha đá phạt góc ở phía nam cánh trái mà thôi. Đó là pha dứt điểm của Hồng Vinh. Đó là vị trí cho Phan Ngọc về phía cầu thủ của S Hoàng Sa. Như vậy quý vị và các bạn đang theo dõi được truyền hình trực tiếp từ sân bóng đá cỏ trên Đào Hồng Vân. Lời sẽ là trận chung kết của giải cao lạnh khu vực phía nam của giải vô địch giải quyết về đối trận đạt chống cỏ chống kia. Từ đây đó đã thể hiện được khả năng đầu pha cho bóng của Chí Thiện. Phát bóng lên dành cho cầu thủ Tề Quế Đăng Tân. Hùng Anh lưới vào một pha đá phạt rất rõ ràng dành cho cầu thủ Tề Quế Đăng Tân. Và như vậy là trọng tài phán thắng đã rút ra một chiếc thẻ, và như vậy đó là chiếc thẻ màu vàng dành cho hậu vệ cánh trái Hoàng Long của cầu thủ Tề Quế Hoàng Sa. Và đá phạt dành cho cầu thủ bên phía S Lâm Tân. Và lần này từ bóng từ ra ngoài tuyến biên chỉ có từ câu này dành cho cầu thủ bên phía Hoàng Sa mà thôi. Rõ ràng là trong đời của những cầu thủ thi đấu nghiệp dư có lẽ rằng cuộc thi đấu ở trong trận chung kết với lượng khán giả có mặt trên sân tiếp tục như này quả thật là một điều không dễ dàng một chút nào, và vinh dự lắm họ có mặt ở trong trận đấu cuối cùng, và đương nhiên họ sẽ quyết tâm để đem về chức vô địch và tấm huy chương vàng dành cho đội bóng. Hồng Vinh lấy cả chân một pha đá phạt dành cho cầu thủ Tề Quế Đăng Tân. Một trận đấu thi đấu 12 bóng mạnh, và đương nhiên là chất lượng của những trận đấu cũng đã đáp ứng được những sự kỳ vọng của những khán giả. Nguyễn Cường đá được thôi tiếp cận sáng đá trường, và người chủ trò từ sau lưng dành cho cầu thủ Tề Quế Đăng Tân. Hồng Vinh rất tốt, đó là pha cắt bóng của Hoàng Long. Nguyên điểm một pha phá bóng, bóng đã đi ra hết sự nghi ngang. Bây giờ chúng tôi xin được nhắc nhở để phát hiện ra được những cầu thủ như nào và cố tình vào sân để phá hỏng trận đấu này, tôi sẽ có những phương án. Anh Trung vẫn là pha cắt bóng của anh Trung lẽ được dành cho cầu thủ Tề Quế Đăng Tân. Và tuy nhiên với những cầu thủ sân cần phải có một trái tim nóng và một thái độ lạnh.
trái đầu lạnh để chúng ta đưa ra những pha xử lý để đem về những pha trắng và đem về chiến thắng dành cho đội bóng của mình. Nếu như đội bóng nào từ tiếp tục lớn mạnh nữa là có hành vi và có ý định làm hỏng trận đấu như vậy còn lại của trái này tôi sẽ có lực lượng. Dành cho cơ hội về phía Hoàng Sa. Đúng rồi, đó là một pha dứt điểm từ đội phía của tòa nhà. Chúng tôi chưa xem, tất nhiên là trong những trận đấu bóng đá, những trận đấu như này có tính chất đối kháng và không tránh hết từ những pha phạm lỗi của cơ hội trên sân. Và tuy nhiên, chúng ta cần phải tôn trọng và giúp và tôn trọng trọng tài trên sân. Trọng tài là người đưa ra những quyết định tối ưu của trên sân. Đó là cả điểm của anh Trung. Trên sân cổ động viên là có một số những cổ động viên cũng không thể kiểm chế được một số kế hoạch và tồn tại. Tuy nhiên từ có rất nhiều cổ động viên đến với sân đem đến những sự cổ vũ vô tư và trong sáng vô rừng. Anh ơi! Hồ Quỳ! Lê Trang! Phật này! Anh Trung rất tỉnh táo! Yeah.
8 đặt góc thành quả cao đồ lên 15-1. Đội đã vừa có cuộc trao đổi nhanh với lãnh đội của hai đội bóng có mặt ở trong trận đấu trực tiếp này, và lãnh đội của hai đội đã hứa quyết tâm là sẽ cùng đoàn chức sẽ tổ chức một trận đấu thành công. Một pha đá phạt góc từ giờ lại thành quả không đều về cú đá phạt. Anh Trung đứng ra chào đón
đóng lại cho gia đình tôi mạnh chiến thôi. Ba trọng hình dành cho các đội bên phía FC Hà Tân. Đây thì chắc chắn giải bóng đá về Trần Linh cũng sẽ tốt rất nhiều với bóng mạnh những đội bóng về trở về và Hà Tân chuyển lên trên sân ở trong những phút vừa này, đặc biệt là khoảng thời gian vừa rồi tổ hợp đối diện thì các đội bóng vẫn kiểm soát bóng ở trên sân. Tiến lên dành cho các đội bóng. Vẫn là pha phạt bóng của cầu thủ từ phía sân rất chuẩn xác di chuyển rồi vẫn có pha cản phá tốt. Đến đây di chuyển rất nhanh. Thay như vậy là tiến bộ của hiệp đấu trận và chung kết với cầu thủ đá lại từ số hòa không không và xa sẽ trở lại với hiệp đấu này sau ít phút nghỉ nào và yêu cầu những thành viên là chúng ta không trả vào sân và các bạn nhỏ chúng ta cũng rời sân. Thank you.
đấu có bàn thắng để mở tỷ số. Nó sẽ giúp cho những khi đến cửa lại của hiệp kéo dài sẽ dễ hấp dẫn và kịch tính. Và như chúng ta đã chia sẻ, một trò đội bóng nào giành được chức vô địch ở tháng này đều là những phần thưởng xứng đáng dành cho lớp đội bạn của quyết tâm. Còn nếu như đội bóng nào phải đề nghị tới này thì cả cũng hoàn toàn không nhẹ. Áo trắng tiếp tục đá xuất hiện ở bên phía ngoài sân. Mở hộp của mình cho em trên sân. Nguyễn Điệp. Các vận động viên của Lạc Đàn, những vận động viên ở phía ngoài sân để giảm bớt áp lực, đã tạo được cảnh
xa cổ động viên. Come on! Như vậy là cảnh đọc tất này
và câu điều của Hoàng Sa sẽ tung một tiền đạo vào chân. Một số điểm và một chương trình gala ca nhạc cũng đã được chuẩn bị sẵn để chào mừng cho sự thành công của ngày hôm nay. Bao giờ không được không được anh Trung. Tôi chỉ được thông báo sau khi trận chung kết này các bạn bằng những phần kết thúc đấu sẽ là phần trao giải của Hoàng Sa. Xin mời cho anh Đạt ở trung tâm tổ chức sự kiện là chúng ta tắt hệ thống ánh sáng màu ở khu vực sân khấu tí nữa ta dành cho chương trình ca nhạc dành cho một lần. Xin mời anh Đạt xuất hiện chương trình là một bài thiệp của anh Trung. Đã hai lần dùng cơ thủ Tuấn Anh Hải Tôn và điện tử Hoàng Tiên lên ngôi vị. Và bây giờ, có lẽ rằng cầu thủ của Lâm Tân và những vận động viên này đang chờ giây phút để tận hưởng cái cảm giác của nhà vô địch. Vấn đề chỉ còn là về mặt thời gian khi mà Lâm Tân vẫn được cứu lên rồi. Anh Trung. Một trường hợp xứng đáng là một trong số những môn sẽ góp bởi để giành danh hiệu của một số đất ở giải đấu này. Mạnh Chiến là một trong những môn hiếm hoài thi đấu đầy đủ những số thức trong giải đấu này. Người thi đấu nhiều phút nhất trong tổng số tất cả các môn về nam giới này. Đó là một điểm cộng. Lịch sử số 5 tuổi của Mạnh Chiến năm 91 này đã được cầu thủ Hoàng Sa đã có mặt ở trong trận chung kết này. Nguyên nhân một và kỳ người hợp lý của Phú Thọ. Tuy nhiên từ trước đó bóng lại chạm và một cầu thủ áo đỏ trước khi điều biên. Rõ ràng ở thời điểm bây giờ thì cầu thủ của Lâm Tân họ tiếp họ phải làm gì để đảm bảo cho những pha bóng trên sân để tránh những chấn thương. Thế này vậy thôi, ông bảo là ra ông quay phim lấy nhá. Thế điểm dành cho cầu thủ nhìn từ FC Lâm Tân. Bây giờ cầu thủ này rất cẩn trái để đưa bóng vào cuộc. Bình Anh. Anh Hải. Hiếu Dũng. Vẫn là Hiếu Dũng. Rất tốt. Và đá bóng của Tô Thành Mạnh Chiến. Sau hai mùa thì có lẽ rằng bây giờ đây chúng ta lại được chứng kiến một trận chung kết mà lượng cổ động viên trở về với sân là rất lớn. Hợp Thủy xuất hiện một pha đá phạt góc. Lẽ biệt tiếp tục dành cho cơ hội kỳ thế Lâm Tân. Rất tốt. Bây giờ thì Hoàng Sa nhận được và phong lên lỗ lực để tìm kiếm bàn thắng ở trong trận đấu chung kết này. Để có được sự thành công của ngày này rồi sẽ tạm biệt về để tiếp tục tổ chức những trận đấu sau. Và này thì chúng tôi đã chia sẻ tận tình một đội bóng mỗi khi thi đấu phải di chuyển bằng ô tô tới 50 km để trở về với sân. Và đội bóng này đã có cơ hội rất lớn để đi tiếp vào vòng đấu tiếp theo. Và như vậy là bàn thắng tuyệt vời.
đội tuyển là cầu bóng giành chiến thắng từ kéo đèo về phủ tài sản đội tuyển, còn đội bóng để thua thì đương nhiên là sẽ có những một phần nhẹ của những cổ động viên. Và tuy nhiên với Hoàng Sa là ngày từ với chương trình và những cổ động viên đã theo dõi những bước đi của Hoàng Sa để ghi nhận một tinh thần tuyệt vời. Đây là một đội bóng đăng ký số cầu thủ số ít nhất ở giải này chỉ có 11 cầu thủ, luôn luôn ở trên bảng ghế quy định chỉ có 2 cầu thủ có nhiều hơn. Đó là tinh thần quật khởi của Bê Đô Hoàng Sa. Thì được dành những lời khen dành cho tập thể của Trịnh Quang Hải, người đã trèo lái Hoàng Sa để đến trận đấu cuối cùng thì chưa một bóng quá mạnh người đàn tân và cũng vui vẻ. Rồi, kết thúc. Thời gian của hiệp hai không còn nhiều. Rất tiếc khi mà Hồ Hoàng Sa để thua lại phải thi đấu thiếu người. Tôi đủ lãnh tâm chuẩn bị có cơ cho đối phương. Phát đầu lên dành cho cơ đủ bên phía SC Hoàng Sa. Sau khi trận chung kết này sẽ là phần trao giải của ban tổ chức.
trận chung kết này, cầu thủ đại diện đội vua Phan Huy, hậu vệ của FC Tân chúng ta tiến lên phía trước. Đứng dưới không ngại lắm. Hòa giới thiệu ông Phạm Quang Huy, trưởng phòng marketing công ty Đi Điện Việt Nam sẽ là người lên trao giải dành cho vua phá lưới ở ngày hôm nay. Người đã để cùng lý nhất ở đây này, đó chính là thủ thành Mạnh Chính của Tiên Tuyển Điện Biên. Xin được mời Mạnh Chính là lên phía trước để nhận phần thưởng. Anh Phạm Quang Huy, trưởng phòng marketing của Tiên Tuyển Điện Biên, được trao giải cá nhân dành cho thủ thành của Tiên Tuyển Điện Biên. Xin mời các bạn quý vị chúng ta dành những tràng pháo tay dành cho thủ thành xuất sắc ở ngày hôm nay. Xin mời công tử. 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 Xin mời công tử.
Họ đã thể sức mạnh mình bằng chiến thắng tuyệt đối tiến lên trận trước này. Nước mắt bóng bay lên khi tên những anh hùng.